Tao nghe cái nhạc này xong tao không có nói được chuyện luôn á. Nghe xong cái đầu nó cứ luẩn quẩn không có nói được chuyện luôn á. Ít nữa em lên chị ok em. Đó là cơ chế để Dũng ra cho mọi người. Và mình sẽ hướng dẫn các cái bước để mọi người có thể tự mua những cái sản phẩm đó, mọi người tự dưỡng ở nhà. Dưỡng da nó giống như kiểu ăn cơm á, là phải làm mỗi ngày chứ không phải là đi spa có một lần xong rồi về đòi đẹp đến muôn đời, không bao giờ có mọi người ơi, không bao giờ. Dưỡng da là phải mỗi ngày. Em không inbox chị được hả? À, vậy em nhắn tin vào cái số điện thoại này tí nó chỉ rep cho 0769699998. Chị cho em hết muộn em tán hết gái Sài Gòn. Con gái Sài Gòn bây giờ tán nó là phải có tiền em ơi. Chứ cái mặt em đẹp không, không có ai yêu em đâu. Tin chị đi. Mày nên trau dồi vào tài chính cá nhân, không nên đắp vào cái mặt. Liệu trình chị muộn bên mình là 7 triệu là bao ra muộn luôn. Có nghĩa là bao cho tới khi nào hết muộn luôn. Còn liệu trình chị rỗ là 8 triệu. Liệu trình chị rỗ thì tùy theo cái mức độ. Tùy theo cái mức độ mọi người bị rỗ nặng hay rỗ nhẹ nhỉ. Và đa số rỗ là nó chỉ cải thiện được 85-90% chứ không bao giờ mà cải thiện được 100%. Nhưng mà sau cái liệu trình trị rỗ á, mọi người dưỡng tại nhà á, thì khoảng tầm 1-2 năm á, nó sẽ được 100%. Đó là mình nói thật á. Chứ còn đâu mà mọi người đi spa lớn á, người ta sẽ nói là em sau này da của em sẽ được như thế này hay da được như kia, không có đâu. Không bao giờ được 100% tại vì đã là sẹo rồi. Số điện thoại của Mi có tag ở trên Facebook, mọi người có thể vào tường để coi nhé. Vô tường để coi nhé. Nó em đang làm gì đó? Ngồi chơi thôi. Inbox số điện thoại cho chị rồi ạ. Lát chị rep em. Ok em. Chút nữa chị rep. Không. Chơi bời gì giờ này. Mất dạy. Thôi nha. Không. Đi đâu hết mất dạy. Người mất nét mà. Mọi người đừng quan tâm đến chuyện vừa nãy. Chị tôi ơi ơi, mày có bản nhạc nào mày gửi qua tao coi. Tao toàn nghe nhạc cũ mà. Ở nhà thôi, đi chơi nó nhằm nhè nó chén mình á. Thiệt luôn á. Mọi người, những cái người á mà họ chưa bao giờ họ tìm đến mỹ phẩm nè và chưa bao giờ biết đến spa á, thì mình nghĩ là mọi người nên đi. Nên đi 1-2 lần để mọi người trải nghiệm. Để mọi người biết được là mình sẽ được sử dụng những cái dịch vụ gì, được hưởng những cái dịch vụ gì. Nó biết thêm rất là nhiều thứ, biết thêm được kinh nghiệm để chăm sóc da. Em xin chúng nó suốt, chúng nó toàn bảo mua. Tao tức mày à. Tao toàn nghe nhạc cũ. Là hồi trước là khi mà Bi không biết về mỹ phẩm á, cái gì mình thấy cái gì đi trời. Vậy giờ là đi đâu?
Ăn sữa chua chân trâu. Ăn sữa chua xong rồi là phải ăn kem nha. Ăn sữa chua xong ăn kem để làm gì? Mất dạy. Không nói chuyện kiểu đó đâu nha. Tắt điện thoại đây. Mất dạy thiệt luôn á. Ủa mọi người nhìn mình là mọi người muốn luôn hả? Nói chuyện mất dạy ghê luôn. Nghe mic tép hồng. Không. Nói chuyện mất dạy ghê luôn á. Bây giờ mình rất là rảnh nên là nếu như mọi người có muốn tâm sự mỏng á, mọi người có thể lên cái app Queen để mọi người coi livestream. Bây giờ mình sẽ live song song Bigo với lại Queen, là hai cái đó. Nghe mixtape hay em hồng tao không nghe, tao không thích. Đâu hết rồi, mọi người đâu hết rồi, không thấy comment vậy. Không có thấy ai comment gì hết. Mọi người có thắc mắc gì về da không ạ? Da không đều màu, da nổi mụn, da nám hay là bất kể một cái gì mà về da thì mọi người đều có thể hỏi mình nhé. Em inbox rồi. Ok em, chút chị sẽ check inbox. New style, new reason. Hello. Hello Nguyễn Hoàng Luật. Hello mọi người. Dũng ơi, mày nghe cái này là cái ở trong cái check nào? Tao muốn nghe cái này nhưng mà không biết nó ở check nào. Còn ai thắc mắc gì về da không? Trời gió
theo lời em. Chị ăn rồi. Son này là son màu đỏ ạ. Đây là cái màu son mà ngày xưa mình không bao giờ dám xài. Chị không muốn đi mà người ta rủ chị đi thôi. Chị không muốn ra đường đâu. Grand Park ở đâu ạ? Cái chỗ nhà em mua hả? Em mua mà em cũng không biết cái chỗ em mua nó tên là cái gì luôn. Em mua mà em còn chưa tới đó luôn á. Em mua là em xem trên bản đồ, xong xem trên sau bàn, xong em mua luôn. Em không có biết nó nằm ở đâu, như thế nào, hình dáng nhà làm sao luôn. Ngày xưa chị không có dám xài son đỏ mà bây giờ chị xài son đỏ. Đang yêu anh nào à? Sao biết hay vậy? Tao nghe cái nhạc tao nhức đầu ghê luôn. Em sao? Cảm ơn anh Long. Hello anh. Hello mọi người. Mình mong chờ cái dầu gội của mình quá. Từ lần xem chị trên Migo hả? Trời ban ánh sáng năm tháng tơ về, sáng ai về trong lối. Không có bài hát gì mới ta. Mình muốn nghe nhạc nhưng mà dạo này không có cập nhật nhạc của mọi người.
không biết nghe cái gì cho nó hay nè. Ghệ đẹp đúng không? Bật cái bài này đi. Vâng, em là con gái đất cảng. Béo quá bây giờ sao giờ, làm sao để giảm cân? Em hả? Em người ở Quang Trung Hồng Bàng. Buộc lên cái mặt bự quá. Mình phải đánh son nó dày cái môi lên. Nó chỉ cân được 40 cân giờ lên chỉ 50 cân rồi. Chị 50 cân luôn rồi. Tăng cân một cách kinh khủng. Bình thường á chị ngủ muộn. Rất là muộn luôn. Mà cứ đúng 7 giờ là chị dậy rồi. Bây giờ chị ngủ một phát từ tối ngày hôm trước đến tối ngày hôm sau để cân thêm bao nhiêu cân. Nên hôm nay có giảm được cân nào không? Không giảm được cân nào cả. Vẫn 50 cân. Vẫn 50 cân. Em 1m68. Thôi mập lên không có ai bút đi chụp hết. Để mình coi mình tắt cái đèn kia đi, bật cái đèn này. Thôi mập quá anh ơi, không ai bé nổi. Trong cái xã hội chuẩn tâm sự một chút về tóc và da nhé, có ai quan tâm không?
không tự nhiên mà tóc mình nó dài và nó đẹp vậy đâu. Mình phải mất rất là nhiều công sức mình chăm sóc. Ừ. Tóc nè. Có ai thích tóc tôi không? Hết người coi rồi. Hồi đi lại app thì lại để không có ai coi hết. Bye bye. Lúc khác lại nói chuyện nhé.